cây mai xù với vòng gốc khoảng 90 cm và có cành lá xum xuê. Vòng gốc này sẽ nổi lên vẻ xù xì, có thể đây là giống mai xù. Cây mai chưa thấy cũ. Nhiêu? 2 tỷ à? 2 tỷ 9. 2 tỷ 9. Lâu vậy? Ok, mai chưa thấy 2 tỷ 9. Nó thần lên mức độ nó nằm cái chậu của chút xíu. Nhiều hơn nó lớn hơn liền lại. Nó cũng quá nhiều năm rồi. Cái này khủng thiệt. Quá nhiều. Cây này chủ của Đồng Tháp và chủ của cây này đồng thời cũng là chủ của một cây mai vàng một dải ở hội Hoa Xuân Tao Đẹp khoảng 2 năm trước. Có một nghệ nhân đến từ Đồng Tháp và giá của cây này là 2 tỷ 9. Cũng cây đỏ cây mai này khoảng 2 năm trước thì tôi đã thấy cây này đọt giải tại hội Hoa Xuân Tao Đẹp. Đây nó không chỉ là cây bonsai, vừa là một cây bonsai và vừa là cây chơi hoa. Có giá là 2 tỷ 9 và cây đã từng đọt giải ở Tao Đẹp. Cây này nãy đẹp hơn các bạn. Dạ. Ủa đẹp hơn năm đọt giải anh. Em thấy cái năm đọt giải thì hoa nó quá dữ. Năm đọt giải thì hoa nó đẹp. À, năm nay chắc là chưa. Tại gia mà chơi đừng có mua chứ chơi nhiều, mua cây một à. Em như chủ nhân nói thì chăm sóc cũng được. Cây này năm nay nó đẹp hơn cây đúng không? Năm nó đọt giải. Dạ, cái năm đọt giải nó 2 tỷ rưỡi. Năm đó anh thi luôn á là anh mua lại năm đó.